là chạy lên mấy con đường này khỏe lắm, nó không có bị lắc lắc cái đầu á, chạy nó dễ chạy hơn. Còn này mình phải kiềm cái tay, đồ cứng lắm, mà nhiều khi nếu mà mình kiềm mà cứng quá, nó nói chung là nó không có được ok á, nó bị lệch cái đầu á, là xe dễ bị lật ngang lắm. Cái hồi trước mình đi dính chính á, mình chạy vô cái con đường xịn hơn vậy nữa nhưng mà nó đảm bảo nó an toàn lắm, cái đầu xe mình không cần phải gồng người lên để mình giữ cái đầu xe nhiều đó, mình chạy xe mình chỉ cần dìu dìu ra sao mà để cho nó không có bị trượt cái bánh sau thôi là chạy tốt đó. Còn như xe này cái đầu của nó là nó lắc quá trời luôn đó. Nó ví dụ rồi nó bẻ qua mà mình phải gồng người lên, mà trong cái lúc mà mình bẻ nhiều khi này nó giặt tưng tới cái đầu xe mình, nó bị lắc qua lắc lại á, dễ bị trượt cái bánh trước rồi dễ bị té lắm. Rồi cái sức sức kéo của cái mình phải đi tới số 2 hoặc số 1 mình mới đi được. Tại vì ngoài cái đường mà trơn như thế này á, là nó còn có cái gì đá nữa, cho nên nó rất là dằn đá, khó chạy lắm. Nhiều chỗ nó có cái độ dốc dốc nữa, dễ sượt bánh xe mình xuống đường ghê. Có người ngồi sau nữa thì nó đè cái đít xe xuống á, cái đít xe của mình nó đỡ bị chụp chụp á, nó đè cái xuống cái đường dễ, cũng khá là dễ chạy. Còn đi con mình á, cái đít xe nhẹ quá.
nhỏ và kêu mình đừng đi đi vô đường 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 đất đường thành gì đó không biết. Em mốt có dịp đi mua giỏ rồi cái hỏi bà coi là cái giỏ này đi đường này được không. Ủa bà mới lắc đầu nói đúng quá chắc em ghen vậy thôi không ơi không. Xa hơn tí xíu chắc cứu trải nghiệm lần là được rồi à, không không thích trải nghiệm lần nữa đâu. Rồi ra tới đường đẹp rồi địa phận Lào Cai
tuyệt vời các bạn. Xuống suối giặt đồ bá cháy luôn, nước trong veo luôn á, nước trong vắt luôn, đỡ lắm. Suối rất là đẹp ha các bạn. Giờ mình mà có cái ca hay cái gì á, mình múc nước mình rửa xe mình luôn á. Ấy có cái gì mình phải xuống này nó gần gần á, đem xe xuống dưới đứng rửa luôn cũng được. À, nước trong veo à, đã lắm. Nãy mình đứng xuống mình rửa cái quần á cho nó đỡ dơ các bạn. À, dài chống nước á cho nên là đi xuống không sao hết. Rửa luôn cái đồ mà bọc bọc dài nè. Để tí xíu cho nó khô.